nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, lại thêm một vụ phạm thánh nặng nề khi một nhóm người tháo gỡ nhà tạm đựng mình Thánh Chúa và vứt bỏ tại một khu đất gần đó. Theo Đài Chân Lý Á Châu vừa đưa tin, lại thêm những vụ phạm thánh tại Nicaragua. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng cho biết lại xảy ra những vụ phạm thánh tại nước này. Đó là trường hợp nhà nguyện Đức Mẹ Fatima ở Campuzano thuộc làng Nindiri, tỉnh Mazaya, đã bị một nhóm người vô danh tháo gỡ nhà tạm đựng mình Thánh Chúa và vứt bỏ tại một khu đất gần đó. Linh mục Jesus Silva, cha sở giáo xứ Thánh Anna de Nindiri ở địa phương, nơi có nhà nguyện, tố giác như trên. Trong phúc trình gần đây của nữ luật sư Martha Patricia Molina, người Nicaragua, với tựa đề Nicaragua phải chăng là một giáo hội bị bách hại, có tố giác 529 vụ tấn công giáo hội Công giáo tại nước này kể từ năm 2018 khi bùng lên những vụ phản đối chống chế độ độc tài của vợ chồng Tổng thống Ortega Murillo. Từ đầu năm 2023 đến nay, người ta ghi nhận 90 vụ phạm thánh. Trong năm 2020, đã có vụ xúc phạm chống lại một nhà nguyện khác cũng thuộc làng Nindiri. Tại đây, những kẻ phạm pháp đã ăn trộm tiền bạc. Nữ luật sư Molina cho biết, trong 5 năm đã xảy ra những hành động thù nghịch, bách hại, vây hãm, xúc phạm, tàn phá, bắt cóc, trục xuất, tịch biên và cầm tù của nhà nước Nicaragua chống các chức sắc và giáo dân Công giáo. Phúc trình cũng nói rằng, trong năm 2018, giáo hội Công giáo tại đây đã bị 84 vụ tấn công. Năm 2019 có 80 vụ, năm 2021 bị 59 vụ, năm 2020 59 vụ và nhiều nhất là 161 vụ trong năm ngoái. Trước đó, nhà nước độc tài Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega và vợ là Phó Tổng thống Rosario Murillo cai trị đã tịch thu một đàn viện chiêm niệm và bắt giữ 20 người vì các hoạt động trong tuần thánh vừa qua. Đàn viện bị tịch thu vốn là của các nữ đan sĩ Sito nhặt phép, quen gọi là dòng Trappist. Ngày 27 tháng 2 năm nay, trên mạng Facebook, các chị cho biết đã tự ý rời khỏi Nicaragua vì những lý do nội bộ, như không còn ơn gọi và nhờ chị cao niên. Trang Facebook của các chị ngày 11 tháng 4 vừa qua cho biết, khi rời khỏi Nicaragua, các chị đã để lại đan viện dưới quyền quản trị của giáo phận, trong khi việc tự ý đóng cửa được các chị tiến hành với Bộ Nội vụ của nước này. Tuy nhiên, sau khi các nữ tu rời đan viện, ngày 3 tháng 3, chính quyền đến gặp Đức Giám mục Giáo phận và nói rằng từ nay, đan viện trở thành cơ sở của Viện Nicaragua về kỹ thuật canh nông. Các nữ tu Trappist vừa nói hiện nay sống tại Panama, nơi các chị được tiếp đón nồng nhiệt và quảng đại sau khi rời Nicaragua. Các chị cũng xin trợ giúp để có thể tự lực mưu sinh. Mặt khác, trong tuần thánh vừa qua, nhà nước Nicaragua tiếp tục bách hại giáo hội Công giáo và đã bắt giam 20 người liên quan đến lệnh cấm tổ chức các cuộc rước hoặc các hoạt động tôn giáo. Một trong những người bị bắt là ký giả Victor TK, bị cảnh sát bắt giam hôm thứ Năm tuần thánh, sau khi ông chuyển đi trên Facebook một biến cố tuần thánh ngày hôm trước. Ông Felix Maragiana, một cựu tù nhân chính trị ở Nicaragua và là chủ tịch Hội Tự do cho Nicaragua, nói với hãng tin ACI hôm 13 tháng 4 vừa qua rằng Nicaragua bây giờ đã trở thành một trong những nước thù nghịch nhất đối với hàng giáo sĩ Công giáo, vì tiếng nói mục vụ của giáo hội trái ngược với các kế hoạch của vợ chồng Ortega Murillo, chủ trương thiết lập một chế độ độc tài. Ông Ortega cai trị Nicaragua từ 15 năm nay và nhiều người nói rằng hai cuộc bầu cử ông làm tổng thống diễn ra trong sự gian lận. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.